Nói là cho mọi người biết sửa bộ này bằng mua cái bộ này luôn, 2 triệu, bộ lót là khoảng mấy trăm ngàn nữa, 3 triệu đi, rồi sửa thêm nhiêu nữa, 2 triệu đi, 5 triệu chưa? Phải bằng mua bộ giáp ngon lành mình bán chưa? Bạn cần học kỹ năng lái xe mô tô, nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng xe, các dịch vụ về giáp, review đánh giá sản phẩm, liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ từ tay đua chuyên nghiệp nhé. Mới tính đi ra ngoài và thôi có cái này muốn làm video chia sẻ cho anh em để có kinh nghiệm mà mọi người gửi đồ cho mình. Anh này chuẩn bị đua giải 29 Cần Thơ. Bộ này là một cái bộ đồ giáp da mua ở đâu đó thị trường á. Theo mình thì cái này là nó mắc. Bộ giáp da mình bán là full bộ luôn, là có cả lót ở trong rồi đó. Giáp vai nè, hai cái vai nè, hai cùi chỏ, hai đầu gối nè, hai mông luôn. Thường mình bán là cho khách là khoảng 3 triệu, không có lựa mẫu, tức là lấy đại trong kho có gì đấy đó đó. Và lựa mẫu thì sẽ là rơi khoảng 4,5-5 triệu. Thì tùy theo cái mẫu nó đẹp hay nó xấu. Với một cái bộ giáp như thế này á thì theo mình định giá thì bộ này mình nếu mà mình thu lại mình thu khoảng chừng 500 ngàn. Anh mua bộ này đâu tới 2 triệu, không có giáp gối nè, cùi chỏ không có, vai không có, đặc biệt là lưng ngực không có gì luôn. Giáp của mình là một số cái là có lưng có ngực nha, còn một số cái là phải mặc rời, là chỉ là một bộ đồ da không có cái gì trên người luôn, là da thôi mình cầm bóp được nè, hơn là còn được miếng mông thì nó mai dính đây rồi thì nó còn được miếng mông nè. Thôi anh lỡ mua rồi thì mình cũng khuyên luôn đó là thôi bây giờ một á bán bộ này đi may bộ bên mình á cho nó ngon lành để tập đua cho nó chính xác, tại vì đua là nó nguy hiểm, không có phải là giỡn được. Nhiều khi là sự cố này kia nó là chấn thương, để lại cái gì chứng cả đời. Cho nên là cẩn thận tí để nó ok, để gom tiền thôi là tới Tết may. Anh kia mình nói là thôi bây giờ gắn cứu bộ này ảnh. Bộ này bữa anh lấy về là cái dây kéo nó hư luôn á. Nhiệm vụ mình đầu tiên là thay cho cái dây kéo. Anh kêu là bây giờ cái này á anh mặc vô bị chập cái bụng. Đo full cái bụng là 94. Giáp lưng giáp ngực như nữa thì chồm kèm đâu đó là lên tới khoảng 104-105. Mình nới nguyên một cái đường da bò lớn vô nè. Ở bên trong con á. Nhưng mà mình đang chưa chắc là về anh mặc vừa không nha. Tại nhiều khi anh vô giáp lưng giáp ngực nó bị bung ra rộng nữa. Thì lúc đó mình sẽ nhận mình bung cái khoảng này rộng thêm tí nữa. Nói từ dưới, nói lên đây. Mà anh mua cái bộ giáp này về cũng dở. Cái bộ này là nó có một cái lót rời ở trong. Giống như anh bay đó, kéo vô cái bộ giáp này. Thì ở trong ảnh là không có bộ lót trong luôn. Đó, coi như ở trong chỉ có da thôi. Nó dứt thẳng như người mình luôn. Đây. Không có lớp lót ở trong luôn. Lẽ ra phải có lớp lót lưới hoặc lớp lót vải ở trong. Đó, thì anh mua về là không có này luôn. Nhưng mà giá thì lại khá là cứng ha. Nếu chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ chúng tôi nhé. Mua về nó có nhiêu đây hả? Trời chết rồi, mua cái này là hết rồi. Mà thôi, lỡ mua thì mình cứu cho anh luôn. Mình nói bây giờ anh mặc cái này là phải mặc hai bộ đồ lót ở trong, để cho nó không có cấn vô giáp, chứ mà cấn này đau dữ lắm. Thì kéo là thay mới nguyên cộng, tháo bỏ công kia. Rồi, cái đường may á thì mình bung cái dây kéo ra, mình may miếng da vô. Cái cũ nằm chỗ này, cái đường chỗ logo này. Mình bung bỏ gì cái cũ luôn. Mình may một cái đường mới cho anh, một miếng da đắp vô. Chuẩn bị giao về cho anh thôi. Anh em nào có chơi giáp á, có chơi giáp, đặc biệt anh em mà chạy sân á, là phải lưu ý cái phần mà giáp lỏng nha. Tại anh em mới chơi á, thường không biết là em mua cái giáp tầm bậy tầm bạ, nó giống vậy nè, nó tốn tiền nhưng mà nó không hiệu quả. Còn mình thì mình chơi lâu rồi mình biết, cho nên mình hay lưu ý là mình bán giáp cho khách á. Mặc dù giáp mình bán rẻ thiệt, giáp mình bán là có 3-5 triệu à, là không bằng một cái bộ giáp vải người ta mua mới nữa. Tại bộ giáp vải người ta mua mới đã gần 3 triệu cái áo rồi, 3 triệu cái áo thì cái quần nữa là gần 5-6 triệu rồi. Thì nguyên bộ da mình bộ da mình cũng giống giống vậy nè, tại vì cái mẫu của mình cũng đời cũ giống vậy. Nhưng mà mình không có chạy dữ vậy đâu nha, ảnh bị chạy nguyên cái lưng nè. Đó nè, nguyên cái phần da này là bị chạy nè, bị chóc ra nè, nhám xàm tay luôn nè, là nó bay mất cái lớp phủ bóng ra ngoài rồi. Cái bộ này là cũng đã có té rồi nè, tích nó bị xước hết rồi nè, nó xước hết rồi. Cái này là chỉ có té thôi, chỉ có té nhẹ, té được nhẹ. Chạy xước nhiều, tức là mấy cái này là nó hư nhiều dữ lắm. Cái dây kéo ống quần nó cũng bị hư nè, mình cũng đạp cho anh luôn, nhưng mà cái dây kéo nó còn xài được, mình chỉ thôi, mình đạp lại cho anh miếng. Bộ này chạy suốt dữ lắm, chạy nhiều lắm luôn á. Cái bộ của mình bán 3-5 triệu là không có chạy dữ gì đâu, mình bán 3-5 triệu là nó không y luôn, là nó còn ke sà beng. Giáp của mình là chỉ là giáp bỏ mẫu thôi, tức là cái giáp chuyên bài của người ta nó không còn sản xuất, không có bán nữa. Thanh lý thì anh em nào lấy thì mình chia thôi, tại vì mình thì chuyên về cho giáp cho anh em học viên người ta tập, cho nên là anh em là học viên mà chưa có giáp thì mình lấy về để tập. Tập xong chương trình thì anh em có thể bỏ bộ giáp đó, tại vì tập xong là nó cũng tả dữ lắm rồi. Cái giáp bên mình nó hỗ trợ được hết cho anh em những cái nhu cầu tập luyện thi đấu, biểu diễn hay là đi tour xe nhỏ thì ok được. Nhưng mà đi tour bạo lực không được nha, tour bạo lực là phải coi lại bộ giáp đó, rồi leo qua phải có túi khí nữa. Thì mình cung cấp giá nó rẻ hẳn xịt thị trường luôn. Anh em mà mua thị trường không có giá kiểu mình đâu, mà bán được giá đó thì cũng dạng như bán bỏ chứ không có lời đâu. Còn mình là mình làm là chưa là gì, học viên thôi, học phí mình dạy xe rất là cao thì mới làm được. Chuyên môn của mình, anh em ekip làm việc ở nhà media quản lý cho mình đó, rồi những cái chi phí khấu hao mình nghiên cứu trong quá trình tập luyện thi đấu thì nó mới ra, cho nên là học phí của mình nó đã cao rồi, thì những cái dịch vụ này mình bán á
là bán cho có để anh em có cái mà anh em sử dụng thôi. Cái phần này mình không có lấy mắt làm chi nữa, tại vì bây giờ mà cái bộ giáp này mình nhập về thì các anh em coi ha, bộ này khách mua 2 triệu mình bán 3 triệu, cái này là mua 2 triệu là không có cái gì hết ở đây, mình bán 3 triệu mà có đủ mọi thứ hết thì mọi người nghĩ mình lời bao nhiêu? Mình chỉ cần anh em học viên á đăng ký học chỗ mình mà anh em nói là chưa có giáp đúng không, ok, nhưng sẽ order cho mọi người bộ giáp để mọi người tập trong 12 buổi 24 buổi đó, hoặc là đi ra tour tốc độ thấp mọi người đi thoải mái. Nhưng mà mình vẫn khuyên anh em nào đi 600 á, những xe lớn á, thì tốt nhất là nên nâng cấp bộ giáp lớn hơn. Còn tập với mình thì cái bộ giáp nhỏ nhỏ đó, bộ giáp 3 triệu 5 triệu á, nó tả mình bỏ, mình tập mà tập nó tả dữ lắm, nó hư dữ lắm, tại vì té ngã rồi cạ gối sai lủng đầu gối, cái chỗ đầu gối này là lủng chuyện bình thường, anh em cạ lủng bấy bá cho này luôn, bộ giáp còn của mình cho anh chơi đó, cả lúc có hai đầu gối luôn, bình thường không vấn đề hết. Thì khi đó anh em mới cần một bộ giáp rẻ tiền gì đó chi, thì mình bào cho đã đi, rồi sau này khi mà mình đi tour mình mặc giáp đẹp. Chứ mà tự nhiên mà đi cầm cái bộ giáp đẹp xong rồi vô cả lủng đầu gói xong đi tour nguyên lủng chà bá ở đây nhìn cũng kỳ đúng không. Giao lưu anh em hỏi bị sao vậy, cả gói sai nhiều khi cũng cũng ngày ngày đó, thì thôi mình cứ cầm một bộ giáp tả tả này rẻ này mình chơi cho đỡ nhức đầu, đỡ phải lo. Chứ nhiều khi anh em mặc bộ giáp 20 triệu rồi xuống cả gói anh sợ té hư giáp, anh sợ té chạy giáp, ủa ngộ cái bộ giáp nó giúp bảo vệ cho mình mà mọi người còn sợ hư giáp nữa, vậy chừng nào mới tập được kỹ năng. Cho nên là mình hỗ trợ anh em giáp là để mình làm cái cơ sở, làm cái nền tảng, làm cái dụng cụ học tập để mình học cho nó xong chương trình học. Rồi xong chương trình học anh em muốn chơi cái gì cũng được đó. Còn trong quá trình học thì chỉ cần yêu cầu như vậy thôi, một bộ giáp nó tầm như vậy thôi, nhưng mà phải đầy đủ hơn. Bộ giáp mình về nó cũng y chang như vậy, không khác gì hết đó. Muốn tinh chỉnh gì, muốn tăng size giảm size, muốn ghép hai mảnh thành một mảnh, muốn tách một mảnh thành hai mảnh, hư dây kéo cho nào mình sửa được hết. Đúng là giáp của mình bán ra là lúc nào nó cũng trong tình trạng đạt tiêu chuẩn, có thể tập luyện được, có thể chạy xong được, có thể thi đấu được luôn đó, có thể thi đấu những cái giải xe 150 luôn. Còn 400cc mình chưa chắc nha, tại vì thi đấu 400 tốc độ nó cao, sát thương nó cao dữ lắm, cho nên mình chưa chắc. Anh một bộ giáp này là anh chạy xung tròn thì mình cũng khuyên là thôi bộ giáp này thì anh chạy chơi cho biết, xác định anh chạy để lấy top, cho nên may một bộ đi. Bên em cũng có may luôn, có thể em liên hệ nhờ may bữa mới may cho một anh học viên đó, anh cũng bơi xe lắm, anh chơi thật lây, thì bây giờ anh muốn xuống chơi sport thì mình cũng hỗ trợ may luôn, tại vì không có cái size của anh, nó vừa cao mà vừa to đó, thì may. Cho nên là anh em nghiên cứu kỹ ha, tại vì cái bộ này mua về là giá 2 triệu, sửa dây kéo hết một khúc rồi, dây kéo giữa mắc như lắm mấy trăm ngàn, không rẻ đâu. Rồi bung cái size nó ra thì cái bộ này mình làm á bằng cái giá mua, gần bằng cái giá mua. Mình nói sơ sơ nhưng mình không nói chính xác cái giá, tại mình tặng nó nhiều thứ lắm đó, mình may thêm trong miếng dán cổ này không tính tiền đó, dây kéo này thay nguyên trọng này là gần mấy trăm ngàn, mọi người biết đúng không, 700 ngàn. Công ty này đâu có rẻ đâu, rồi phải may vô nó, phải tháo ra tháo vô may, rồi phải nới size ra đo làm sao cho đạt chuẩn may, sao cho nó ôm theo người. Chứ không phải là muốn đạp sao đạp đâu, phải tùy bộ. Nói là cho mọi người biết, sửa bộ này bằng mua cái bộ này luôn thì thôi đó, bây giờ mọi người thấy là 2 triệu, rồi chưa tính mấy cái bộ lót này, bộ lót là khoảng mấy trăm ngàn nữa, thì cho lên 3 triệu đi, rồi sửa thêm nhiêu nữa, cho khoảng 2 triệu đi, 5 triệu chưa, đúng không? Phải bằng mua bộ giáp ngon lành mình bán chưa, phải đúng giá chưa. Cho nên anh em lưu ý là anh em cân nhắc giữa cái việc là mua một cái bộ giáp cũ chưa biết gì hết mới chơi thì mua bộ giáp cũ ở ngoài, hay liên hệ mình mua giáp để mình hỗ trợ cho phần dịch vụ đó, thì tùy anh em. Thì đó là cái lời khuyên của mình cho những anh em mà học xe, tập xe và thi đấu xe, có thể trang bị giáp cho chính bản thân mình, rồi có sửa giáp gì thì cũng liên hệ mình đó, để mình hỗ trợ cho. Rồi thì Nhân có nhận sửa giáp ha, có nhận thay dây kéo nè, rồi có nhận may lại đầu gối nè, rồi có nhận sửa mấy cái lỗ lủng trên giáp nè, rồi có nhận sửa chỉnh size nè, làm cho rộng ra hoặc là bóp cho nó hẹp lại nè, rồi có cắt cái tay cho nó ngắn lại nè, cắt cái chân cho nó ngắn lại nè, hoặc là có ghép hai mảnh thành một mảnh. Thì mọi người anh em có cần hỗ trợ về giáp, những dịch vụ nào về giáp thì cứ liên hệ với Nhân ha, thậm chí là cục trà Nhân cũng có bán luôn, cục trà là Nhân cũng có những cục trà tự chế á, thì để mình làm cho nó đáp ứng nhu cầu là tập luyện nó hao mòn nhiều. Rồi cục trà bán sẵn thì thương mại cũng có sẵn luôn, anh em muốn liên hệ với Nhân thì Nhân sẽ hỗ trợ cho. Tức là mọi vấn đề về giáp da liên hệ với Nhân, giáp da nha, giáp vải không nhận, giáp vải là người giao với tiệm đồ quần áo ngoài nó may được, còn giáp da khó nhận. Thôi liên hệ với Nhân qua số hotline nhìn để phía dưới màn hình đây, cứ alo thẳng với Nhân, còn không ấy thì chịu khó nhắn tin qua cái số điện thoại đó, rồi Nhân thấy tin nhắn thì Nhân sắp xếp thời gian Nhân gọi lại cho. Thì nhiều khi quay mấy cái video thì không có thời gian ngồi cầm máy, em thông cảm ha. Hy vọng mọi người sẽ có một cái video hữu ích cho những cái bộ giáp cũ như thế này, và đừng quên liên hệ với Nhân khi mọi người cần nha. Bye bye, hẹn gặp lại.
Nhân rất muốn gặp các bạn trong các lớp huấn luyện của Nhân tại Sài Gòn và Hà Nội. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Kéo xuống bên dưới để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và cũng nhớ bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Bấm biểu tượng thích hình ngón tay và chia sẻ video này đến bạn bè nếu bạn thấy các hướng dẫn trên thật sự hiệu quả nha. Bạn cần học kỹ năng lái xe mô tô, nâng cấp sửa chữa bảo dưỡng xe, các dịch vụ về giáp, review đánh giá sản phẩm, liên hệ ngay chúng tôi để được hỗ trợ từ tay đua chuyên nghiệp nha.